Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món cá tẩm bột chiên giòn nha các bạn. Thành phẩm ngon lành, đẹp mắt và kích thích vị giác. Với một chút bí quyết nhỏ sẽ giúp cá giòn rất lâu. Bên ngoài lại được áo một lớp sốt gia vị bóng bẩy vừa ăn. Món ăn thơm ngon, ăn chơi hay ăn với cơm đều hợp. Hôm nay nếu bạn thích ăn món cá nhưng chưa có ý tưởng gì, nhớ áp dụng ngay video này nha. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha các bạn. Nếu thích video, nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần chuẩn bị sau đây. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video nha. Hôm nay mình dùng cá đục, loại cá nhỏ như thế này để làm ha. Nếu bạn nào có cá cơm nè hoặc là cá lồng tông, làm sẽ giòn và ngon hơn nữa nha. Loại cá này thịt chắc, chiên giòn ăn rất là ngon. Cá này mình đã rửa sạch với muối và giấm rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp cá nha. Với 500g cá mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột tỏi, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Sau đó mình đảo đều và để 15 phút cho cá ngấm gia vị. Tiêu và bột tỏi đó sẽ giúp cho cá thơm hơn, còn hạt nêm giúp cho cá có vị nhẹ. Vì mình còn áo thêm gia vị bên ngoài đó nên mình chỉ nêm một ít hạt nêm thôi nha các bạn. Bây giờ thì mình đi pha bột chiên giòn. Các bạn dùng bột chiên giòn loại nào cũng được ha. Mình dùng là 300g bột chiên giòn nè. Và mình cho thêm một muỗng cà phê ớt bột paprika. Đảo đều lên. Bột ớt này không cay, nó sẽ giúp cho cá có màu đẹp hơn. Bạn nào không có bột ớt thì mình có thể dùng bột màu điều, hoặc nếu không có thì không cho cũng không sao nè. Tiếp theo thì mình cho nước vào từ từ, cho đến khi bột nó thành hỗn hợp lỏng và sệt như thế này. Mình dùng hết 330ml nước nha các bạn. Tiếp theo mình đem đi chiên cá nha. Cho dầu vào chảo, hơi nhiều một chút để chiên ngập cá. Như vậy cá sẽ giòn đều hơn đó. Đợi dầu nóng, mình nhúng cá vào bột và cho vào chảo chiên nha. Mình chiên ở mức lửa vừa nha các bạn. Sau đó cá vàng đều màu và nhạt như thế này thì mình vớt ra cho ráo dầu ha. Chiên từ từ cho đến hết luôn nè. Tiếp theo, cho cá vào chiên lần thứ hai để cá được giòn nha. Lần hai này mình sẽ chiên ở mức lửa lớn để cá không bị ngấm dầu ha các bạn. Chiên lần 2 cá sẽ rất màu vàng nên các bạn nhớ chú ý nha. Đừng để cá chuyển màu nâu sậm không ngon nha các bạn. Như thế này là được rồi nè. Mình vớt cá ra ngay và cho lên giấy thấm dầu ha. Wow, cá có màu nâu đỏ đẹp quá nè các bạn. Bây giờ thì cá đã giòn phần vỏ bên ngoài rồi đó. Tiếp theo thì mình sẽ đi phi tỏi vàng để lát nữa mình xóc với cá nha. Tỏi ở đây thì mình dùng khoảng 30g, cắt sơ rồi mình cho vô cối xay cho nhanh ha. Các bạn có thể băm cũng được. Bây giờ mình sẽ phi vàng cái phần tỏi này, cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Kế đến thì mình cho tỏi xay vào, mình phi trên lửa nhỏ ha các bạn, vì tỏi rất là dễ cháy đó. Mình đảo đều. Khi thấy tỏi chuyển vàng nhẹ như thế này thì mình cho ra chén, lọc lấy phần tỏi để riêng nha các bạn. Bây giờ thì mình đi làm nước sốt để áo cá, cho vào 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, khuấy nhẹ cho hỗn hợp tan. Phần này thì các bạn cũng nêm nếm tùy theo khẩu vị gia đình nha. Và bật bếp để ở mức lửa nhỏ vừa, đun cho hỗn hợp sôi và để một chút cho hỗn hợp nó keo lại. Bây giờ thì mình cho cá vào đảo đều, cho cá được áo đều sốt nha. Nhớ là đảo nhẹ nhàng thôi, đừng để cá bị gãy không đẹp nha các bạn. Cá đã áo đều sốt rồi nè,
nhìn bóng bẩy và mùi thơm bốc lên đói bụng quá các bạn ơi. Cuối cùng mình rắc tỏi phi, rắc thêm một muỗng cà phê bột ớt vẩy lên, đảo đều để cá được áo đều nha các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món cá tẩm bột chiên giòn áo gia vị rồi đây các bạn. Mình dọn ra đĩa và cùng thưởng thức thôi. Các bạn xem nè, những miếng cá có màu nâu đỏ đẹp mắt, áo nước sốt bóng bẩy, tỏi phi vàng, điểm thêm ớt bột rất là kích thích vị giác luôn. Món này mình dùng ăn với cơm hay ăn chơi cũng rất hợp nè. Miếng cá bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm thơm, không hề bị tanh. Có vị mặn mặn, ngọt ngọt vừa phải, ăn cơm rất là bắt luôn. Cá nhỏ được chiên giòn nên người lớn có thể ăn luôn phần xương bên trong rất là tiện. Tuy nhiên nếu nhà có cháu nhỏ thì các bạn cẩn thận nha. Chúc các bạn nấu thành công. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều món ăn mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cubabinhduong.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.